Hello, xin chào 500 anh em đã trở lại với channel Lê Ngọc Tuấn MMO. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh chị em để nhận token Ultra trên giao 3 nhé. Hiện tại thì giao 1 nó đã trả, giao 2 thì đang điền form đến ngày 10 tháng 3. Thì một token Ultra trên nó đang định giá là 3 USD nhé. Thì 12 token Ultra trên giao 3 sẽ ra là 36 USD. Cộng với đó là cứ một dép là 4 Ultra trên là 12 USD nhé. Thì các bạn bấm vào chữ Start cho mình. Sau đó các bạn bấm vào chữ Join Europe. Các bạn nhập cái mã này cho mình nhé. B, C, Z, G, S, V. Các bạn đúng không? Bấm lại các bạn ạ. Sai. M, S, U, 9. Rồi ok. Thì các bạn sẽ làm nhiệm vụ đơn giản thôi. Ở đây các bạn, nếu bạn nào đã join, đây các bạn join ở các giao trước mình đã có join rồi. Rồi ok. Join Telegram. Rồi mình đã join hết các bạn ạ. Follow Twitter và gì Twitter. Bot. Bấm vào chữ Twitter, mở. Các bạn chờ một lát nhé. Rồi mình đã có theo dõi các bạn. Đây 18 giờ trước giao 3 này. Các bạn bấm vào gì tweet lại cho mình nhé. Tweet lại này. Các bạn thả tim cho nó. Rồi ok. Tiếp theo đó là chúng ta follow này. Twitter and gì tweet the bot này. Ở đây mình đã có gì tweet rồi. Đây chúng ta tìm cho nó vậy. Đây các bạn chỉ tiết lại. Tiếp theo đó là subscribe kênh YouTube này, channel nó này. Ở đây là like này và share này. Cái này thì các bạn cứ làm đi, còn thật ra không quan trọng lắm đâu. Đấy mình có đăng ký rồi. Đây các bạn. Đây các bạn like cho mình nhé. Các bạn vào bình luận, hiện tại hình như là bị khóa chức năng bình luận này. À không, không sao. Đây các bạn bình luận cho mình này. Good project. Đấy, Lê Ngọc Tuấn Omi này. Các bạn quay lại nhé. Rồi ok, các bạn bấm vào chữ, khi mà các bạn làm xong các nhiệm vụ đấy thì các bạn bấm chữ submit Denton. Đấy các bạn đưa cái username Telegram vào nhé. Đây a còng 4497. Rồi ok. Twitter này. Đây mình ra đây mình lấy này các bạn nhé. Đây các bạn bấm vào cái phần biểu tượng này, biểu tượng tròn ở trên này, hình ảnh đại diện này, các bạn copy lại cái mã này cho mình nhé. Đấy các bạn ghi ra giấy vì ở đây không không thể copy được đấy. Ok các bạn quay trở lại nhập lại cho mình nhé, thế mà còn vào rồi. Ok các bạn bấm chữ Z này, nó hỏi là làm cái YouTube channel chưa? Các bạn đã nhập ví ERC20 nhé. Có chết có led hoặc MetaMask. Mình quen sử dụng ví chết. Đấy các bạn đã bấm vào ETH này, địa chỉ ví ETH này. Rồi ok. Sau đó các bạn quay trở lại. Các bạn dán vào cho mình. Quá đơn giản luôn đấy. Rồi ok, các bạn đã bấm vào balance này để kiểm tra số dư này. Đấy được 12 token Ultra này. Zap link này. Đấy, đây là link đăng ký các bạn nhé. À, link tuyển dép. Đấy, top này thì sẽ nhận được thêm các token này, top 5 nhé. Rồi ok, còn các bạn nào mình chưa biết cách nhé, mình để mình copy lại đây. Các bạn nào chưa biết cách lấy username của Telegram đấy, các bạn bấm vào phần ba gạch cho mình nhé. Sau đó các bạn bấm xuống phần setting này.
Đấy, đây là username Telegram. Nếu các bạn nào mà tạo Telegram mà chưa có username đấy thì các bạn đã cố gắng chúng ta bấm tạo vào cái username này, chúng ta tạo một username riêng của chúng ta nhé. Có một ký tự in hoa này, có chữ số đấy, đơn giản vậy thôi, đừng có trùng với username người khác là được rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình, các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.